the coldest hand. Rất lâu rồi, từ phiên bản 1.3 tới giờ, hẹo nham đã mất đi thời hoàng kim của nó. Tuy vẫn còn được sử dụng nhiều, nhưng đa phần đến từ các vị trí hỗ trợ tàu khiên như là Yongli. Người ta không còn thấy men nham, Noel hay Ninh Quang tung hoành lao hoàng, sống ảo giết boss Sodam gì nữa. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác. Với sự xuất hiện của bộ thánh di vật gia tăng phòng ngự và sự xuất hiện của một đi bếp chuyên dụng, không nửa nạt nửa mở, với bộ kỹ năng và thiên phú cùng mệnh kết hợp vô cùng chặt chẽ, không có gì băn khoăn về cái bộ kill của anh chàng này hết. Vâng, xin giới thiệu với các bạn Ito, một giác đấu sĩ thực thụ, một kẻ càn quét chiến đấu khô máu tới chết, kẻ sẽ lấy lại vinh quang cho hệ nham, đem những ngày tháng xa xưa tươi đẹp 1.3 quay trở lại lục địa Thivat. Đổi nhạc cái mới mở. À, cái bài này nghe tâm hồn mình thanh thản. Rồi bây giờ nói gì trước? Nói từ đầu tới cuối nha. Ito tạo ra nguồn sát thương chính bằng cách sử dụng đòn trọng kích, đã được gia tăng sức mạnh bằng một loại búp tên là Quỷ Lực Vô Song. Loại búp này có được bằng cách đánh thường ở lần thứ 2 và thứ 4 trong chuỗi đánh thường. Mình có thể nhìn cái bằng mắt á, nó có hình cái mặt nạ quỷ, mỗi lần mà đánh trúng cái sáng cái mặt nạ quỷ lên là mình có điểm. Rồi. Ngoài ra mình có thể nhận được búp Quỷ Lực Vô Song, cái mặt nạ này, khi sử dụng QE và QQ, tối đa nó có 5 tầng Quỷ Lực Vô Song nha các bạn, tồn tại 60 giây. Nếu mình không xài thì nó hết, nhưng mà 60 giây rất là dài, an tâm đi, không có bị mất đâu. Rồi sau đó đi gacha. Rồi đầu tiên là đánh thường. Đó nãy anh có nói là đoạn thứ 2 và đoạn thứ 4 nè, nó giống y như cái bản list thôi. List sao giờ vậy? Đoạn thứ 2 và đoạn 4 thì tạo ra một cái quỷ lực là cái mặt nạ đó. Mình kích hoạt cái quỷ lực đó bằng cách đè chuột trái luôn, hoặc là trên điện thoại đè luôn, đánh cái trọng kích đó, thì nó ra cái trọng kích mới mà lúc này mình không gọi là trọng kích bình thường nữa, mà gọi là Arataki. Cái nói chuyện xàm xàm, cảm ơn Quỳnh Lê nhé. Mai anh xàm nữa, nay nói chuyện quan trọng mà. Nay nói chuyện thích này mà cách xàm. Nói chuyện xàm xàm của anh. Yeah, chúc anh em nhiều sức khỏe. Nói chuyện xàm xàm, cái hôm nay nói chuyện xàm mấy ông không hiểu. Rồi. À nhưng mà có cái đặc điểm về cái quỷ lực vô song này nhé. Không nhất thiết là mình phải tích lên 5 tầng để mà mình xấy cái Arataki cho mạnh đâu. Thực ra mình chỉ cần đánh 1 tầng thôi. Gì? Tích 1 điểm xong rồi đánh luôn. Gì vậy? Để gì? Để mình đánh được cái đoàn kết liễu nè. Nó những ở level 8 thì nó sẽ xấy một cái là 155 kêu tấn công, thì nó sẽ xấy 4 cái. Bằng chi vậy? Mình chỉ cần một điểm mình xấy một cái xong đập luôn kết liễu. Cái lối chơi như vậy thì nó sẽ giống như là cái kiểu chơi của con Ninh Quang. Mọi người nhớ con Ninh Quang không? Ninh Quang thì nói chung mình càng tích đá càng nhiều càng mạnh, nhưng không cần đâu, mình chỉ tích một viên đá rồi sau đó mình bắn để không tốn thiên lực. Thì cái đồ lối chơi cũng vậy, y chang, cũng đánh lấy một tầng quỷ lực vô song, sau đó spam luôn, đẩy luôn một cú Arataki để lấy 326 này, không có đợi tới 5 tầng. Yes. Đó là cái này. Còn con bò, con bò lúc mình xài mình thấy nó liên tục nha. Thời gian kéo dài 6 giây, cooldown 10 giây, có thời gian chết là 4 giây, nhưng mà thực ra mình không thấy trong thực chiến. Mình quăng bò liên tục. Con bò này thì nó sẽ khiêu khích quái vật. Mỗi 2 giây thì nó bị quấn thì nó sẽ cung cấp một tầng quỷ lực. Vậy thôi. Nhưng mà cái sát thương con bò là khá là lớn nha. 492 này nếu mà so với cái QE của con men nham, mọi người nhớ con men nham không? Thì cái này hoàn toàn ăn đứt cái sát thương E nha. Cho nên đây cũng là một kỹ năng gây sát thương rất là mạnh, chứ không phải chỉ để khiêu khích và tạo quỷ lực đâu. Đó là QE. Rồi QQ thì nó sẽ tăng tấn công theo phòng ngự. Cái tăng tấn công thì nó nghĩa là sao? Là giả sử như 100% 92 đi đúng không?
thì khi mà mình có 1000 phòng ngự thì mình bật quy lên, nó sẽ cộng vô cho mình 920 tấn công vô chỉ số luôn đó, tức là nó tăng theo kiểu đó. Và cái kêu thì nó vẫn kêu tấn công nha, nó chỉ chuyển phòng ngự thành tấn công thôi. Rồi đồng thời tăng tốc độ đánh, kéo dài 11 giây, cooldown 18 giây, khá là nhanh. Năng lượng 70. Nói chung con này là spam được. Nói chung ta thấy nãy đánh rất là nhanh, không có ai nạp cả, mà đánh dù dù luôn, nạp liên tục. Rồi thiên phú. Thiên phú mỗi lần chạm kích sẽ tăng tốc đánh của Arataki, tức là nó tăng cái tốc của cái đòn trè liên trảm nha, chứ nó không có tăng đánh bình thường đâu. Khi mình ở trạng thái đè trọng đè chuột trái khi có quy lực vô sông thì nó sẽ tăng tốc đánh lên cho những cái lần đầu, cứ lần 2, lần 10 nó tăng tối đa 3 lần là 30 lần. Đồng thời trong trạng thái mà Arataki này thì nó sẽ tăng, nó khá gián đoạn, tức là không bị quá đánh té. Hiệu quả sẽ biến mất khi kết thúc Arataki. Và chỉ tăng tấn công cho Arataki thôi, không quá quan trọng đâu. Cái này thì anh em biết sao, tại như mãi mình nói rồi, mình chỉ tích có một điểm xong mình xả luôn, mình đâu có ngồi đó mà tích 5 tầng chi, thì nó cũng không có quá quan trọng. Rồi một chút ra thử. Nạp thì dễ lắm, nạp thì mình sẽ có nạp bằng nhiều cách, không cần phải là hiệu nạp. Cái miếng con nham đi chung nạp rất là nhanh. Tăng sát thương gây ra từ Arataki, lượng tăng thêm sát thương sẽ dựa trên 35 phòng ngự Arataki. Cái chỗ này nó khác cái chỗ hồi nãy nha. Cái này là nó tăng chuyển phòng ngự thành tấn công, nhưng cái này là nó hoạt động giống như là sao? Nó hoạt động giống như là cái của con Sen He hoặc là của con Zhongli. Tức là nó tăng theo một lượng cố định. Giả sử như phòng ngự của mình 1000 thì cái mỗi lần đánh của cái Arataki nó tăng được bao nhiêu? 35% của 1000 là tới cộng cho mình 350% sát thương tấn công, là cái sát thương thôi. Ví dụ mình đánh được 1000 thì giờ thành 1350. Nhưng mà không phải 350. Tại vì cái chỉ số này nó sẽ còn được gia tăng từ bảo kích và sát thương nham, cho nên tùy theo cái con của mình build. Nếu mà sát thương nham mình cao, bảo kích mình lớn thì cái số đó không phải là 350, mà phải nhân 3 nhân 4 lần, có thể lên 1-2k luôn. Cái này khác với cái quy nha. Rồi. Bổ củi. Nhân vật bản thân trong đội đóng gỗ bằng cách tấn công cơ. Ok, tăng 25% xác suất nhận gỗ cho ai muốn xây nhà, gia viên, không quá quan trọng. Hai cái này khá là ngon. Ok đó. Nếu anh em nào mà không có, chỉ là người chơi thông thường, không có ý đồ định mà lên cung mệnh, thì thiên phú như vậy là đủ để chơi Ito rồi. Phần còn lại thì mình sẽ để dành lấy trấn đi, trấn quan trọng đó. Lấy cung mệnh nha. Không có thay đổi gì hết so với Lich. Sau khi thi triển siêu cấp quỷ vương, tức là xài cái quy xong, thì có Kito, con Kito này sẽ nhận được 2 tầng quỷ lực vô song. Và sau 1 giây thì cứ mỗi 0.5 sẽ nhận được 1 tầng. Tức là tổng cộng nó cho mình 5 tầng đó. Anh em cứ bật quy lên cái có cung quỳnh 1 thì cho mình luôn 5 tầng. Mặc dù nó không cho cùng lúc thôi, nó chỉ cho 2 lần trước 2 tầng. Sau đó 1 giây sao cho 1 tầng, 0.5 cho 1 tầng, 0.5 cho 1 tầng. Thì nó mất tầm khoảng 2-3 giây để lấy được 5 tầng này. Nhưng không sao. Cái này nó lợi trong trường hợp nào? Cái này thì nó phù hợp cho mình đi với những cái team gọi là dồn đam giết boss, kiểu như Muna hay Bennett gì đó. Muna tên gì có 5 giây à, mình không thể nào mà bật quy lên xong mình ngồi mình dồn quỷ lực thì lâu quá. Thì có cùng mệnh này anh em sẽ sống ảo dễ hơn, dồn đam lẹ hơn với cái này. Nói chung và khá là quan trọng nếu mà muốn chơi dồn đam. Tuy không có quan trọng giống như cái cách mà con Hu Tao, cái cung mệnh 1 của Hu Tao thôi, nhưng mà cái cung mệnh của này cũng khá là ok. Nếu anh em nào thoải mái nguyên thạch có thể lấy dồn đam nhanh hơn. Cung mệnh 2. Sau khi xài quy thì mỗi nhân vật trong đội sẽ giảm 1.5% cung đầu kỹ năng. Hello nha. Cảm ơn người nha. Hello anh, ngồi coi full live ức táo hóng stream ngày mai mà giờ like nè, rui rui mặt cười. Ô táo đang lo like bạn hả? Lâu lắm không thấy chơi, lúc này đang nhảy nhót vậy mà. Đang trở lại cuộc sống thực, không chơi game nữa. Rồi, anh nói tới đâu rồi? Tới cung mệnh 2 nha. Thì cung mệnh 2 này sau khi xài quy á thì nó sẽ giảm thời gian cái cooldown kỹ năng của mỗi nhân vật. Kỹ năng này nó không có ghi là cái gì, vậy là có nghĩa là E và quy luôn. Mỗi nhân vật sẽ được giảm 1.5 giây và khiến Arataki hồi phục 6 điểm năng lượng nguyên tố, tức là nó hồi cho Ito thôi. Thông qua cách này tối đa giảm 4.5 và hồi phục 18. Không, 3, 18. Ok, vậy là tới đây mình hiểu rồi nha. Con này nó chỉ hỗ trợ đội hình là 3 nham thôi. Nếu là hồi trước mình hay nghĩ ô chơi 4 nham luôn, nạp cho dữ, nhưng không nhất thiết phải bỏ con nham thứ tư vô, tại vì mình đâu có được lợi ích gì từ con thứ tư đâu.
Cho nên nếu mà anh em mà sắp team chơi thuần nham thì ba nham là đủ rồi. Con thứ tư thì mình sẽ chơi một cái hệ khác để chi? Mình lấy búp à, những tấn công quan trọng và để phá giáp nữa. Ba nham thôi. À, con này hỗ trợ ba nham nè. Con guru, guru cũng hỗ trợ có ba nham nè, không cần phải bốn nham. Aha. Ok, để anh nói sẵn cho nó trơn tru luôn nha, để chút anh cắt làm video. Như sẵn cho anh em nào đang muốn biết về intro á thì ấy, chút anh sẽ tương tác sau, nói chuyện sau tiếp. Nãy giờ thấy chat mà không trả lời chat, đọc một lèo á. Rồi. Cô Minh Ba. Cái tuyệt kỹ Masasua Akaushi công phá, tức là kiểu E con bò Uchi đó. À, cùng mình 3 thì nó đơn giản thôi, cộng 3 cấp cho QE. Cùng mình 4, cơm nước chạy giam. À, cái cung mạnh này nó sửa lại nha. Cái bản list lúc trước là nó sẽ đánh con quái vật. Con quái vật mà dưới tỷ lệ HP, con mấy quái vật mà bị thấp máu hơn Ito là sẽ bị tăng ha. Thì Ito sẽ được tăng 25% tỷ lệ bạo kích. Cái cung mạnh 4 cũ rất là mạnh, nhưng mà nó sửa cung mạnh 4 lại rồi. Thì bây giờ là sau khi xài nộ thì sức phòng ngự của tất cả nhân vật trong đội tăng 20%, tấn công cũng tăng 20%, duy trì 10 giây. Ok, đây là cũng được. À, nói chung là rất là ngon, không có so, không có bằng cái lúc trước khi sửa thôi, nhưng mà rất là ngon rồi. 20 phòng ngự và 20 tấn công. Cái ngon ở chỗ nào? Thông thường á, những cái dạng kêu kiểu này là nó sẽ loại trừ cái nhân vật chính của mình ra. Thường thường ví dụ như mọi người nhớ Hu Tao, à 15 búp tỷ lệ nhưng mà ngoại loại trừ Hu Tao ra. À, hoặc là con Rosaria. Tức là những cái nhân vật chính sẽ bị không tính nó. Nhưng mà kêu này rất là ngon chỗ là tính luôn Ito. Một cái điểm cộng vô cái kỳ này nha. Con này là được ưu ái đó. Những cái dạng kêu kiểu này chứ giờ anh thấy là nó không có tính cái thằng ma sở hữu à. Nó chỉ cộng vô ba thằng kia không à. Yeah. Kêu ngon, bốn ngon. 10% phòng ngự, 10% tấn công. Tấn công nó vẫn tăng sát thương cho Ito nha. Chứ không phải là phòng ngự không. Ito tấn công cũng tốt. Tấn công và phòng ngự thì đều cho tăng sát thương hết. Minh 5. Kêu quy cộng 3 cấp. Yeah, ok, cũng không có gì khó hiểu. Rồi, cô mình 6, tăng 70% sát thương bạo kích của trọng kích. Tức là những cái đòn mà trọng kích, tức là những đòn chạc á, tức là đè chuột vô á, đè chuột trái thì nó bao gồm Arataki và cái đòn Saisuyoi gì đó, nói chung là trọng kích mà không có uy lực. Thì nó sẽ tăng 70% sát thương bạo kích. Oh, ghê. Giờ cái kiếm. À, cái kiếm mà cái kiếm nó cộng 88 sát thương bạo. Cái của mình 6 cộng 70 là nhiêu? Là 160 sát thương bạo rồi. Ý, 150 hơn 150 rồi. Rồi mặc định nhân vật có 50 sát thương bạo nữa. Vậy là không cần bận đồ, chưa có thánh nhân vật gì cả là có Ito có thể đạt được 200 sát thương bạo ở của mình 6. Căng vậy. Thì là của mình 6 này có giá trị nhất từ trước tới giờ nè. Đặc biệt của mình 6 này là một cái passive, tức là mình không cần phải thỏa điều kiện gì cả, nó luôn luôn tồn tại. Rất là ngon, kiểu như cái của mình 6 qua Yaka. Gắt nó dữ dội. Cái kiểu này là tụi CL, Hu Tao, đồ của mình 6 nhìn vô là nhìn chả nước miếng. Là đào đâu ra của mình 6 kiểu này. Rắc. Rắc rắc. Ai bây giờ ai mà lên của mình 6 thì không có lãng phí nha. Chơi khô máu được. Yeah. Rồi ngoài ra nó ngon cái nữa nè. Khi thi triển Arataki không có tốn quỷ lực nữa nè. Tức là mình có thể băm được nhiều hơn. Chất nước cất. Hắc rồi. Đúng là cái hệ nham sẽ quay trở lại. Những ngày xa xưa 1.3 đã trở lại T-Bass rồi. Ok, xong. Đó là những cái gì giới thiệu về con Ito trong cái ngày ra mắt hôm nay. Thì qua đó thì cũng anh em nào đang quay mà không biết nên cái gì thì anh nghĩ là nên quay lên hai kia này trước nha. Về lâu dài thì mình sẽ nâng hết, tại con bò này cũng khá là mạnh. Nhưng mà tại trong ngắn hạn mình không có đủ để nâng hết 3 kill. Thì trong những ngày đầu thì anh em cố gắng nâng đánh thường và kill nộ trước. Sau đó từ từ nâng con bò sau. Ồ, con này nó xài nổ liên tục luôn. Để chuyển thử coi nó hết không? Chuyển nhân vật nha. Chuyển nhân vật chuyển về là mất cái quy. Rồi. Nó phải bật qua đánh luôn, không có giống như Noel. Noel thì mình chuyển vẫn còn. Cái thanh niên này là Window. Gắt. Sạc. Ba con này. Nhà khí lịch. À, sạc nổ. Ồ, sạc lẹ lắm đó. Rồi, ông này quýnh. Thả con bò ra. Rồi, quý lực cuốn xong. Lên quý ơi. Ê, sao lâu vậy? Cần cái này nữa. Cái này nữa là đủ. Rồi, đủ. Thả con bò ra. Quý. Đó, lấy đòn iframe á.
nè, Harataki. Đấy, rồi có rồi, con bò sẽ liên tục mất cây của con Abido rồi. Con Abido này hay bị xóa cái bông của nó. À, nữa là chuẩn bị có nữa nè. Có, thấy không? Có. Nhiều lắm, nó cứ xài hoài à. Chuẩn bị vui chơi nè. Ui. Quý lực. Thả bò ra. Nó đứng xa quá. Chết rồi. Thấm. Chuẩn bị có nữa rồi kìa. Wow, quý lực vô sông. Giờ nãy giờ coi như hiểu xong Ito rồi. Thì hiểu xong bây giờ là tới Ito chơi thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nói về build đi. Phần lên đồ thì thực ra thì cũng không có nhiều thứ để nói đâu, nói nhanh thôi. Tại vì sao? Tại vì hiện tại cái mấy con debate mà hệ nham scale theo phòng ngự thế này thì nó không có quá nhiều sự lựa chọn về mặt thánh dị vật. Anh em chỉ còn có cách là farm cho bằng được một set gọi là giấc mộng phù hoa. Đó, cái set này nè. Không có cách nào khác cả. Đừng có xài đồ mid, mid hai món này với hai món kia. Tại vì cái lượng gọi là 54% phòng ngự này nó rất là lớn, mấy set khác không bù đắp nổi. Nè, hai dòng là cộng 30 nè. Cộng thêm nó dòng 4 stack lên 24 nó thành 54% phòng ngự, rất là nhiều. Nên là cố gắng phải đi farm bộ giấc mộng phù hoa thôi. Đó là về mặt thánh dị vật. Còn về chỉ số. Rồi mở coi này nha. Coi bộ đang bận nè. Bộ này thì nói chung không có ngon gì đâu. Cũng mới farm mấy ngày thôi. Mà đánh cũng hết ok thôi. Nãy giờ coi mấy cái đòn mình đánh đó. Rồi ok. Rồi bây giờ tới chỉ số nha. Cái chỉ số đầu tiên cho một nhân vật gọi là DPS gây sát thương thì là gì? Là tỷ lệ bạo kích. Nó bao giờ cũng vậy. Tại vì phải đánh ra chí mạng nó mới có sát thương. Không chứ chí mạng thì cho dù bạo kích sát thương nham cao tới nhiêu nó cũng chả được bao nhiêu sát thương cả. Phải có bạo kích, phải đánh ra được bạo kích thì bao nhiêu là vừa, thì tầm 50-60 gì đó. Thì trong trường hợp này mình anh em có thể cố gắng lên 60 thì nó ngon hơn chút, mà tại này do trường hợp do đồ mình thì tới đây là chịu thôi. Bằng 50 cũng được. Rồi khoan coi tới sát thương bạo nha. Trường hợp của con này thì nên coi tới phòng ngự. Nó phòng ngự thì mình nghĩ anh em cố gắng lên khoảng 2000 đi, 2000 2500 gì đó. Mình coi tỷ lệ nha, tỷ lệ 50 trở lên, phòng ngự trên 2000. Thực ra cái 2000 này không quá khó kiếm đâu. Cái gì cái bộ phòng bộ này nó cộng phòng ngự rất là nhiều. Rồi sau đó cái nếu mà có trấn nữa thì lên khúc phòng ngự nữa. Thì cái việc lên 2000 nó không quá khó. Nên mình đảm bảo tỷ lệ và phòng ngự. Phần còn lại mới là sát thương bạo kích. Lúc này sát thương bạo kích thì nói chung càng nhiều càng tốt. Khi mình đảm bảo hai yếu tố kia rồi thì cái phần bạo kích mình xả luôn, càng cao càng tốt. Bạo kích là mình để ưu tiên 3. Xong tỷ lệ là đầu tiên nha. Không tỷ lệ là không đánh xong cho được, chắc chắn luôn. Sát thương bạo cao nhưng không có tỷ lệ không đánh được. Tỷ lệ phòng ngự rồi tới sát thương bạo. Đó là trường hợp mà mình lên đồ cho Ito. Và Ito một chút sẽ có một dạng Ito khác mình nói sao. Ito nó có thể chơi cả đường vật lý nữa, nhưng mà đây là mình đang nói về Ito truyền thống Ito nham nha, đi bếp thẻ nham. Rồi bây giờ tới vũ khí nha. Vũ khí mà con Ito theo đường đi bếp thẻ nham, sát thương nguyên tố nham, thì tốt nhất vẫn là trấn này. Rồi cái trấn này nhìn nè, đây là một trong những cây trấn mà đẹp nhất mà mình từ trước tới giờ mình thấy á. Sát thương bạo kích nè, tăng phòng ngự nè, rồi lại tăng cái sát thương đánh tấn công thường trong và trong kích dựa theo 40% phòng ngự đó. Thì cái trấn này cộng rất là nhiều cho Ito để hướng sát thương tốt nhau. Ngoài ra không có thì xài gì không có thì anh em có thể xài thứ tốt nhất mình có thôi. Tuy nhiên trong trường hợp mà những con gọi là DPS scale theo phòng ngự như Ito hay Noel thì cái khoảng cách giữa đồ 5 sao và đồ 4 sao nó không có chênh lệch quá nhiều. Thế sao anh em có thể xài những cây ly cốt, những cây hắc nham gì đó, thậm chí cả bạch ảnh rất là ok. Trong trường hậu có trấn nha, không trấn thì những cây này nó có thể là tương đương hoặc thậm chí tốt hơn cả cái đồ 5 sao cùng cái dòng tinh luyện. Bởi vì cái khoảng cách trước giờ, khoảng cách giữa đồ 5 sao và 4 sao nó chênh lệch chỗ nào. Đồ 5 sao thì tấn công căn bản rất là cao,
lỗ sao này nó thấp nè, nhưng mà những cái con này thì không quá bị ảnh hưởng bởi chuyện đó, cho nên nó có thể hoàn toàn xài những cây bốn sao mà có bảo kích sát thương bào, tiêu diệt bạo, hoặc là những cây bốn sao có phòng ngự rất là ok, không có vấn đề gì. Rồi ngoài ra nếu anh em có hướng ý định là chơi Ito theo đường vật lý, Ito là con đánh vật lý rất là tốt. Rồi giảm kháng vật lý, thả con bọ 30k. Ê, 32k cũng được luôn. Ôi cũng đâu có thua cái kia. Ôi con nhân vật đánh vật lý mạnh nhất từ trước tới nay. Ở cái đầu đánh thương á. Ôi thở 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 thở. Bước giảm kháng lên. Rồi kháng bọt ra. Được. Nếu anh em chơi hướng này đỡ thì khỏi nó quay quay cây cây cầm kiếm vẫn được luôn. Đây. Lâm cao 16 ạ. Khi lên tham đánh quá. Rồi mà trong trường hợp nếu anh em muốn chơi Ito theo hướng vật lý, Ito của mình không chơi vật lý vẫn tốt nha. Còn những thứ phải chơi nha. Thì mình xài tiếng gió trong truyền thông. Ok, xài rất là ngon. Trong trường hợp không trắng, có trắng thì cứ xài trắng đi. Trắng thì đường vật lý vật nham cũng ngon. Nhưng trường hợp đánh vật lý, tiếng gió trong đường thông, đường cùng, những cây năm sao cũng rất là tốt. Mà khi mà mình chơi vật lý thì cũng đổi lên bộ đồ. Nãy mình đánh mình bằng bộ đồ này nè. Mình dùng vật lý mình đánh thì mình đổi bằng bộ đồ của con Noel, con Eula. À. Ok, bonus thôi nha. Thật ra anh em hoàn toàn có thể chơi con Ito như là một con đi bếp vật lý. Chả sao cả, vẫn được. Mình thấy ô, cái con này mình chỉ cần tích một quy lực, xong dập cái mạnh, tích quy lực dập cái mạnh là hai mấy 30k bình thường luôn, sẽ không. Cái vật lý nó hay cái chỗ là anh em hoàn toàn tận dụng được cái vũ kho khí mình có. Không như thiên phải lấy trắng, cầm cái này quýnh lỡ rồi đó, giờ đang chêu la đúng không? Đang chêu la cái gì, tự nhiên có Ito phá Ito, lấy Ito chơi thử. Mà không muốn quay trắng tại quyền vũ khí thì tốn kém quá. Cái cây này cầm, hồi nãy mình có đổi ra quánh. Bình thường hai cây này có tác dụng như nhau, hai cây này nãy cho con Ito cầm hai cây này sát thương bằng nhau. Đó, con cầm cái này thậm chí cầm đường cung để chơi vật lý. Lúc này, nếu một khi mình đã chơi vật lý thì con Ito á, nó sẽ chuyển hướng thường từ phòng ngự sang tấn công nhé. Đồ thì mình tập trung vô tấn công. Thì lúc đó mình chơi vật lý coi như mình bỏ luôn cái kiêu huy rồi. Thì mình đánh chuyển qua tấn công. Đồ thì cứ xài đồ của con Eula thôi. Hoặc là cái con vật lý nào anh em có. Nãy mình bận đồ này nè. Đây, hồi nãy mình đánh vật lý, mình bận bộ đồ này nè. Hai sấm trắng, hai khi sĩ đạo. Cầm tiếng thông trong rừng gió, tiếng chó trong rừng thông gì đó. Chơi luôn, được hết, được. Cái này nó hay tà đạo hay quái gì chút xíu nhưng mà vẫn khả thi nha, chơi vẫn tốt. Nhưng trường hợp mà mình đánh quái đơn á, thì mình đánh rất là dễ dàng. Nó hơi vất vả trong cái quá trình mà quái đông thôi. Nhưng mà thật nha, nham nó cũng quánh đơn lắm. Nhà quánh đông cũng hơi vất vả. Con này thiết kế như là một con đánh đơn mà. Tính này, nãy đúng là bộ đồ này nè, 77, 150. Giá nhát 30k bình thường. Stick with me and I will guarantee.
along the crowd with me.